Ok, rồi xin chào các bạn. Thì hiện tại trên mình đang là một chiếc smartphone mà nó thuộc phân khúc là dành cho những người nào mà muốn sở hữu một cái chiếc điện thoại mà có thiết kế độc lạ. Và thứ hai đó là những người nào mà thích chụp hình và sáng tác hình bằng điện thoại. Thì đây là cái phiên bản điện thoại là Kodak tên là Extra. Thì thấy là cái thiết kế của nó là nó mô phỏng như là một cái máy ảnh đến từ Kodak. Thì thấy là nó ấn tượng về cái phần mặt lưng. Mình thấy là mặt lưng này nó sẽ có một lớp da như thế này và nó là rất là sang chảnh và rất là độc đáo ha. Và một cái cụm camera được làm lò rất là nhiều. Thì cái cụm camera này nó sẽ có độ phân giải là 21 chấm và nó hỗ trợ quay cả là 4K cũng như là chống rung lên tới là 60 và chống rung điện tử rồi ha, rất tuyệt vời. Thì phía trong mình sẽ có thêm là một cái đèn flash 200 màu ở đây và ở dưới sẽ là một cái phần giải lo ngoài thì nó cũng được làm vô lên cao để khi mình cầm nó sẽ bám tay hơn. Thì toàn bộ cái phần khung của cái máy này nó là chất liệu kim loại và làm những phay xước cùng những cái đường viền đâu rất ở đây rất là bóng bẩy, nhưng cho máy nó sẽ rất là cứng cáp và rất là sang trọng khi mình cầm vào. Thì hiện tại cái máy này đang được bán ở bên cửa hàng là hai tấc vẹt khoảng là 6,6 triệu. Thì mình thấy là đây một cái bán cũng khá là hợp lý những bạn nào mà thích sưu tầm hàng độc lạ. Ok, thì đó là về cái phần mặt sau cũng như là cái phần camera để làm lò lên và đó là rất là đẹp mắt luôn ha, rất là bóng bẩy. Đây là cái phần cạnh trên của chiếc máy hoặc là gọi là phần cạnh phải khi mình cầm như thế này khi mà xài như là điện thoại. Thì mình sẽ có là hai nút tăng giảm lượng, đây là nút nguồn và đây là nút gọi là để mà mình nhấn vào để chụp hình như là trên máy ảnh gì đó, rất là tuyệt vời. Thì những bạn nào mà xài máy ảnh của Sony thì cũng sẽ biết cái nút này. Thì những nút này nó được làm tách biệt nè và nó làm một kim loại luôn và mình thấy là cái thao tác của nó bấm thì cũng gọi là khá là thuận tay. Nhưng thì mình nghĩ là cái nút này và nút hai nút này các bạn một số bạn sẽ gọi là hơi bị lẫn lộn sau một thời gian ngắn sử dụng ha. Rồi, đây là cái khu vực bạn sẽ móc vào cái phần dây đeo đi kèm để mà mình đeo vào tay á, nó sẽ thuận tiện hơn tránh bị giật. Rồi đó là phần cạnh trên cũng như là phần cạnh phải của chiếc máy. Đây là cái phần cạnh trên. Đó thì mình sẽ có thêm là một cái jack 3.5 để mà sạc tai nghe nè, một cái cổng mic nữa và đây là phần cạnh trái thì không có gì hết ha. Thì cái máy này nó sẽ có cái khung SIM ở đây. Thì cái máy này là nó sẽ là hai SIM, hoặc là một SIM một cái nhớ. Ok, thì đó là tổng thể về chiếc máy. Thì là cái phần mặt trước, thì nếu như cái phần mặt lưng của cái chiếc máy ảnh cho bạn, cái chiếc smartphone mà la máy ảnh mà Kodak Extra này á, nó bật nhờ vào cái phần mặt lưng thì mặt trước nó lại rất là đơn giản và nhìn nó trong chả khác gì một cái điện thoại tàu. Mình thấy là mình sẽ có một cái viền đen mà hình đức là dày, phía trên mình sẽ có một cái cụm camera trước độ phân giải là 13 chấm và nó sẽ có luôn là cái phần giải lai thoại và cái cảm biến. Bên dưới mình sẽ có là ba cái nút cảm ứng chức năng được đưa vào bên ngoài, cho nên mình thấy là cái viền trên dưới của nó rất là dày, kể cả viền hai bên nữa. Và những ba nút này nó sẽ có đèn nền thì mình nhấn vào, tuy nhiên thì cái đèn này nó lại khá là yếu cho nên là khi mình xài ngoài trời á, thì mình nghĩ là mình cũng không thấy đâu. Còn về quay lại màn hình á, thì nó sẽ có thước là 5 inch, độ phân giải là Full HD và mình đánh giá là cái chất lượng hình của con này thì nói chung là ổn, nó vừa cũng hơi bị ám xanh nhẹ. Và ra thì cái máy này á, mình thấy là nó có một cái giao diện rất là thuần Google và nó được cài đặt sẵn là Android 6.0 chứ không phải là Android 7 hay là Android 8, cũng khá đáng tiếc. Rồi, tiếp theo là về thông số của hình, thì cái phiên bản mà có đặc biệt cho này nó sẽ có thông số cũng khá là ấn tượng với một chiếc xử lý là MediaTek MT6797 Helio X20, sẽ có là 10 x 3 GB cùng với 32 nhớ trong. Thì với cái con này mình nghĩ là nó vẫn đáp ứng khá là tốt những cái tác vụ thông thường ngày cũng như là những cái game hiện nay. Và do là cái máy này nó chạy là thuần Google cho nên là nó không có bất kỳ một cái tự biến nào, cho nên là bạn có thể hoàn toàn yên tâm rồi ha, tuy là nó không có những cái tính năng gọi là hữu ích đi kèm theo. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong một cái vấn đề chính, đó chính là về cái mục camera. Thì Kodak đã có cài sẵn một số những cái app mà Kodak gọi là đặt sẵn, như là mình sẽ có cái app chụp hình ở đây. Thì đây là cái giao diện, coi cái phần camera trước mình thấy là mình sẽ có độ phân giải là 13 chấm ha. Thì đây là cái phần cài đặt ở đây thì mình thấy là giao diện của nó được làm cũng rất trực quan, mình sẽ nói bên ngoài ha. Và thấy là giao diện của nó có nút xoay như thế này thì nó tương tự như là khi bạn thao tác trên những dòng máy cơ để tay qua chuyên nghiệp, bạn có thể vô đây còn xoay nó chuyển qua rất là nhiều những cái chế độ khác nhau, quay phim hay là bokeh gì đó. Ok, mình sẽ ra ngoài ha. Còn đây là về cái giao diện của phần camera sau, mình sẽ nhấn vào như thế này. Ok, đây là cái giao diện của phần camera chính. Thì khi bạn nhấn vào đây á, nó sẽ show ra những cái tính năng như là mình có thể chụp được manual, chụp chính tay nè. Đây là chụp smart auto, tức là chụp tự động thông minh, hoặc là mình có thể quay phim ở mức là 4K, hoặc là chụp panorama nè, hoặc là chụp soft phong, chụp ban đêm và chụp cận cảnh gì đó HDR các kiểu. Và riêng với chế độ manual và chế độ chính tay á, thì bạn có thể phơi sáng tối đa là 1 giây, cũng khá là tiếc ha, cũng như là ISO thấp nhất là 100 và cao nhất sẽ là 6400 và một số những cái tinh chỉnh khác. Và vào cái mục cài đặt này mình sẽ là hãng cũng có thêm một số những cái tính năng các bạn nữa. Đây là trình độ phân giải nè, đấy, và đây là 4K. Ok, thì qua cái trang nhìn nhanh đó mình thấy là cái con này cho một cái chất lượng chụp rất là ok và nó là rất là ổn luôn so với lại cái mức giá bán hiện tại mà bên cửa hàng hay tiếng Việt đang bán. Thì mình sẽ show cho các bạn xem một số những cái hình mình chụp từ con này chẳng hạn, dùng lên chụp ha. Mình sẽ để găng tay không để vào như thế này, mình sẽ lấy né và xem.
đó, mình sẽ bấm chụp. Thì bạn thấy là cái việc lấy nét cũng như là chụp ảnh đó, nó cũng rất là nhanh, mặc dù mình đang chụp trong điều kiện cũng không phải là ánh sáng đầy đủ gì hết. Ok, thì đó là về cái phần camera. Ok, thì bây giờ mình đã gọi là xong cái máy ra, bây giờ mình sẽ nói về cái hợp đồng cũng như là về cái phụ kiện. Thì mới giá bán là 6 triệu 6 thì bạn sẽ có được cái gì? Thì đây là cái hợp đồng của nó, mình sẽ mở ra cho bạn xem. Phụ kiện kèm theo thì mình thấy là rất là đơn giản, mình sẽ có một cái cục sạc. Thì cái sạc con này chỉ là sạc 5V 23, cũng không phải là sạc nhanh lắm. Mình sẽ có thêm là một cái sợi dây cáp, thì con sợi cáp này nó là cũng Type-C. Còn thấy là có thể là cáp này là sạc nhanh, cũng như là mình sẽ thêm một cái sợi như thế này nữa để mình móc vào cái điện thoại đeo vào tay. Đó là về cái phụ kiện có sẵn trong cái hộp. Còn về cái phụ kiện đồ chơi đi kèm theo máy này á, thì đây mình sẽ có tổng là 3 món. Thì có đầu tiên đó là một cái miếng dán kính cường lực do Kodak đi kèm luôn, thấy không, rất là xịn. Thứ hai là mình sẽ có theo là một cái tripod cầm tay như thế này đó, và thứ ba là bạn sẽ có theo là một cái bằng cái túi bằng da bạn có thể bỏ vào cái điện thoại này rất là vừa vặn. Thì do đây là hàng mới cho nên là mình không có khui ra cho ngoài sinh vật. Nói chung là hãng Kodak đã làm trang bị cho nó rất nhiều đồ chơi cho cái điện thoại này. Như vậy mình đã qua lại trên tay nhanh cho các bạn xem xong về cái chiếc smartphone mà like cái một cái máy ảnh, đó là cái dòng Kodak Extra. Thì với cái giá bán là khoảng 6 triệu 6 bên cái hàng hai cái việc đang bán, thì mình thấy là đây là một cái giá bán cũng là khá hợp lý. Nhìn cho những bạn nào mà muốn có một cái điện thoại mà rất độc lạ nè, và nó có được một cái cụm camera chụp chất lượng tốt để các bạn có thể là mang theo để mà sáng tác những cái màn rất là lung linh. Ok, thì mình sẽ có một cái bài viết chi tiết để bên dưới cái video cho các bạn tham khảo trong sắp tới. Còn bạn nghĩ sao về cái điện thoại này thì bạn có thể comment video bên ha. Ok rồi, chào các bạn.